em Đức Kyo xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kyo Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại lên sóng và giao lưu với các bác một số những mẫu sản phẩm đồng hồ, đấy, kính mắt, nhẫn, vòng tay, trang sức đấy, và rất nhiều những mẫu sản phẩm phía trước đang đợi các bác. Thì hy vọng là các bác xem clip của shop ngày hôm nay, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những mẫu sản phẩm bên em nhé. Và em xin phép được lên mẫu siêu phẩm đồng hồ đầu tiên trong phiên ngày hôm nay các bạn, là một chiếc đồng hồ Enbel. Một chiếc đồng hồ Enbel. Đấy, phiên bản mặt đồng xu các bác nhá. Đấy, chiếc này thì là một chiếc đồng hồ kịch độc shop ngày hôm nay. Đấy, và cũng là mẫu đồng hồ đầu tiên bên em lên sóng và giao lưu với các bác, một chiếc đồng hồ Enbel. Đấy, mặt đồng xu của Mỹ này. Đấy. Các bác nhìn này, khắc hình logo đại bàng này, các hoa văn họa tiết này, ký hiệu Invos WeChat. Chiếc này size là 33 các bác nhá. Size là 33, không tính núm ạ. Đây là một phiên bản vàng đúc 18K. Đấy. Các bác có thể nhìn ở đằng sau đáy có chuyện Swiss 18K. Một chiếc đồng hồ vàng đúc nguyên khối các bác nhá, vàng đúc nguyên khối 18K. Đấy. Đúc toàn bộ cái phần thân vỏ này luôn. Đấy. Đẹp xuất sắc các bác ạ. Đấy. Mặt thiết kế các cọc số La Mã quanh viền và logo hình đại bàng, các cái họa tiết sắc nét thủ công. Đấy, các bác có thể nhìn nghiêng sẽ thấy đấy, phía bên phải góc 3 giờ là logo thương hiệu Enbel. Đấy, một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác nhé, những phiên bản cổ độc đẹp như thế này. Đấy, các bác thấy bên em quay rất là kỹ, rất là chi tiết. Đầu đằng phần ngang của cái phần vỏ, thân vỏ thì được thiết kế băm. Đấy. Đấy. Băm khía này, ở trên phần vỏ trên thì chấm chấm tròn quanh viền các bác nhé. Đấy, tạo điểm nhấn. Đi kèm với chiếc đồng hồ là một cái sợi dây chun bọc vàng, một cái sợi dây chun bọc vàng của Mỹ các bác nhé. Đấy, một bộ dây cũng rất là đẹp. Đấy, một sự kết hợp hoàn hảo giữa một bộ dây và một sợi dây bọc vàng. Đấy. Đấy, lên tay cho các bác xem một chiếc đồng hồ Enbel chính hãng. Đấy, máy cơ cót các bác ạ, chiếc này máy cơ cót nhá, phiên bản dòng 2 kim, mặt đồng xu, vỏ vàng nguyên khối 18K. Các bác đeo trên tay đây như là một khối vàng trên tay em luôn các bác nhá. Đấy, cả dây cả đồng hồ như một khối vàng. Đấy, rất sắc nét, rất độc đáo. Đấy, cái mẫu này bây giờ sót lại trên thị trường hiếm lắm các bác, không còn nữa đâu. Và đặc biệt nó còn đẹp, nó còn mới nguyên bản như thế này. Đấy, một chiếc đồng hồ đồng xu rất đáng chơi các bác nhá. Đấy, dín núm zin luôn này, núm zin logo thương hiệu hãng Enbel. Đấy, size mặt là 33. Đấy, kính tràn viền các bác nhá, nên đâm ra nhìn mặt nó rất là to các bạn, không hề nhỏ một chút à. Mã số 1 trong buổi video ngày hôm nay, một siêu phẩm đồng hồ vàng 18K mặt đồng xu. Đấy, thương hiệu Enbel. Đấy, chính hãng cổ. Em để cho các bác là 22 triệu đồng nhá. 22 triệu đồng ạ. Các bác chốt cho em mã số 1 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, những cái mẫu sản phẩm rất độc đáo, rất chất. Đấy, giá cực kỳ tốt bên shop đưa ra. Các bác có thể đi tham khảo. Đấy, thoải mái. Các bác cảm thấy đồng hồ đẹp, đồng hồ tốt thì các bác vẫn quay lại ủng hộ bên em. Mã số 1 cho chiếc đồng hồ đồng xu các bác nhé, 22 triệu. Tiếp theo em lên mã số 2 này. Mã số 2 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ của hãng thương hiệu Emporio Armani. Đấy, chiếc đồng hồ Emporio Armani các bác nhá. Mạ vàng toàn thân. Mạ vàng toàn thân chiếc này thì thiết kế rất là độc. Các bác nhìn cái bộ chân càng của nó đi ạ. Đấy, logo, đấy, logo thương hiệu được khắc ở phần ngang phần vỏ các bác nhá, ngang phần vỏ. Đấy, và bộ chân càng của nó đấy, được thiết kế liền liền khối phần vỏ. Đấy, có một cái thanh liền khối này tạo cái đường, các cái đường vân nét. Đấy, rất là độc đáo. Bốn chân càng thì to bản và dày. Đấy, phiên bản Poro Armani. Chiếc này size là 41 các bác nhá, size 41 không tính núm. Đấy, chạy bộ máy pin dòng 3 lúm 6 kim. Đấy, kim giờ, kim phút, mắt ngõng này, kim cổ, mắt ngõng, các cọc La Mã. Thiết kế các cọc tia mạ vàng, 3 lúm 6 kim. Tất cả mọi chức năng hoạt động tốt các bác nhá. Dây khóa zin hết. Đấy, dây khóa zin hết của hãng à. Armani à.
Đây. Chiếc này được mạ vàng trên thép cơ các bác nhá. Đấy. Thép là thép đúc đặc này, xong rồi còn được mạ vàng trên thép. Một phiên bản dòng thương hiệu Emporio Armani. Rất đẹp, rất độc đáo các bác ạ, size 41. Các bác nào tay to các bác đeo những cái mẫu này thì đẹp quên luôn nhá, quên sầu luôn. Đấy, em lên tay cho các bác xem. Mặt đen. Các cọc số tia kết hợp các cọc số ở bên trong. Đấy, một chiếc đồng hồ chuẩn chỉ. Đấy, thương hiệu thời trang. Đấy, EP. Mã số 2 trong phiên ngày hôm nay bên em để cho các bác là 1.200.000 đồng nhá. 1.200.000 đồng lại cho chiếc thương hiệu Emporio Armani này. 1.200.000 các bác ạ. Mới keng luôn. Đấy, mọi chức năng hoạt động lại tất cả kim núm lịch. Đấy, lịch cóc 4,5 giờ các bác nhá. Hoạt động hoàn hảo. Mã số 2 em để cho các bác là 1.200.000 nhá. Tiếp theo em lên mã số 3 này. Mã số 3 giao lưu với các bác ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rado kiếm nhá. Một phiên bản rất là độc đấy các bác ạ. Chiếc đồng hồ Rado kiếm. Golden Sapri kiếm vàng các bác nhá. Đấy, một phiên bản dòng Rado kiếm vàng Golden Sapri. Đấy, rất là đẹp các bác ạ. Kiểu dáng form này là form lục giác các bác ạ. Đấy, lục giác 6 cạnh. Size là 37. Chiếc này size 37 các bác nhá. Size 37 không tính núm ạ. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado cổ. Từ những cái phiên bản cổ điển ngày xưa zin cả dây cả khóa các bác nhá. Dây khóa zin hết. Đáy logo ba ngựa này. Ba cá ngựa ba sao. Đấy, toàn bộ phần thân vỏ là thép inox. Thép inox không gì. Núm zin có logo. Đấy. Máy cơ tự động các bác nhá. Chiếc đồng hồ Rado chạy bộ máy cơ tự động. Kính vát cạnh này, các bác có thể nhìn thấy cái phần kính lồi ở chính giữa xong rồi vát ra. Vát cạnh ở các góc. Chạy bộ máy cơ tự động các bác nhé. Em vừa lắc thì chiếc này mỏ neo quay các bác. Mỏ neo quay. Mỏ neo góc 12 giờ quay. Đấy. Lịch nhảy hoạt động máy móc nguyên bản chạy cực kỳ tốt các bác. Một chiếc đồng hồ Rado cổ chính hãng. Đấy. Phiên bản kiếm vàng rất là hiếm các bác nhé. Những cái phiên bản Golden Sapri kiếm vàng rất hiếm. Đấy. Nhiều các bác là cũng sẽ chắc chắn là chưa có cái mẫu này trong bộ sưu tập. Đấy. Nên là các bác nào chưa có mẫu Rado kiếm vàng trong bộ sưu tập thì các bác chốt luôn. Các bác chốt luôn. Zin cả dây cả khóa các bác nhá. Đấy, phần vỏ thép mới keng. Đấy, mới tinh tươm, sáng bóng. Đeo lên tay là cực chất. Size 37 form. Đấy, form lục giác các bác nhá. Đấy, rất là to. Đấy, đeo lên tay cho các bác chiêm ngưỡng chiếc Rado một lần nữa. Đấy, dây khóa thì đấy, lên tay cho các bác xem. Đấy. Chiếc này thì cái phần dây của nó cũng không là dài các bác ấy, không dài lắm đâu. Đấy, nên là các bác nào tay khoảng 17 đổ lại thì các bác đeo ok. Đấy. Đấy, em báo trước luôn cho các bác. Đấy, dây không dài các bác nhá. Đấy, các bác tay to thì thôi các bác đừng chốt. Bởi vì những cái mẫu này em mua về là nó không có mắt, không có gì cả. Đấy, mua là nguyên bản. Các bác chốt chiếc Rado này lên cho em mã số 3 nhá. Mã số 3 shop đang giao lưu là 3.300.000 đồng. 3.300.000 đồng à. Đấy. Cho chiếc đồng hồ Rado kiếm vàng 3.300.000. Zin hết 100%, độ mới hoàn hảo. Đấy. Tiếp theo em lên mã số 4 này. Mã số 4 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ thương hiệu Alain Diver. Đấy. Alain Diver, Divers. Một thương hiệu đến từ Ý các bác nhá. Đấy. Alain Divers đến từ Ý. Đấy. Chiếc này thì với cái phần mặt của nó rất là độc các bác ạ. Phần mặt của nó mặt đen này trải tia từ cái ô kim rốn các bác nhá, ô kim rốn ở góc 6 giờ. Đấy, trải tia từ ô kim rốn lại vào đi trải khắp cái phần mặt tròn này. Đấy, với các cái vân tia sóng âm rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn lại thương hiệu Alain Diver với phần bộ kim mắt ngỗng này. Đấy, kim mắt ngỗng thép nung xanh. Đấy, thép nung xanh các bác nhá. Cái phần ô kim rốn này, trước này là máy cơ tự động chạy kim dây là kim rốn các bác. Đấy. Đấy. Máy cơ tự động nên là chạy kim dây nó là kim rốn nhá. Đấy. Bộ kim thép nung xanh rất là đẹp. Một ô cửa lịch góc 3 giờ. Đấy. Các cọc số la mã thiết kế nổi trên phần nền mặt đen. Đấy. Chiếc này zin cả dây các bác nhá. Alain Diver này. Zin cả dây cả khóa luôn. Zin hết các bác nhá, zin hết.
size thì cực kỳ to. Đấy, các bác nào tay to các bác đeo, size trước này là 42. Size 42 chuẩn size, không tính núm nhá. Núm mà núm quả đào này, núm quả đào. Đấy, vừa chỉnh giờ vừa lên cót về rất sướng tay. Cho các bác nhìn chiêm ngưỡng bộ máy Align Divus. Đấy, bộ. Toàn bộ phần vỏ là thép các bác nhá. Đây là phiên bản Limited này. Limited Edition. Đây là chiếc này là số 50/250 chiếc các bác nhá. Đấy, đây là một phiên bản limit, bản hiếm đấy các bác. Đấy, chỉ có 250 cái. Và chiếc này là một chiếc ở số 50. Đấy, một chiếc đồng hồ ở số 50 trong phiên bản 250 chiếc. Đấy, một chiếc đồng hồ Island Diver, chất là chất các bác, lên tay này. Lên tay cho các bác chiêm ngưỡng nhá. Đẹp xuất sắc luôn, tuyệt vời, size to, vỏ đẹp di nguyên hết cả dây cả khóa. Đấy, nếu như các bác yêu thích những phiên bản độc đáo đẹp chất lượng đời mới này, đấy, thương hiệu Ý các bác nhá. Các chốt cho em mã số 4 nhá. Mã số 4 bên em đang giao lưu với các bác là 2 triệu đồng ạ. 2 triệu đồng cho một phiên bản limit, bản hiếm. Đấy. Nằm ở ô số 50/2550 chiếc. Đấy. Để cho các bác có 2 triệu thôi nhá, chốt cho em mã số 4. Đấy. Rất là nhiều những cái mẫu đồng hồ độc đẹp chất lượng mang tới giao lưu với các bác. Tiếp tục em lên mã số 5. Mã số 5 thì là một chiếc đồng hồ rất là dị các bác. Đấy. Cho các bác chiêm ngưỡng cái mẫu này nhá. Các bác có thấy điểm độc đáo và điểm lạ của cái sản phẩm này không? Đấy. Đấy, một chiếc đồng hồ Vomatch 2000. Đấy, Vomatch 2000 đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy. Xoay qua xoay lại các bác ạ, xoay qua xoay lại mà vẫn chưa tìm được cái núm của chiếc đồng hồ ở đâu các bác ạ. Đấy, không có núm thì chỉnh giờ làm sao được nhỉ? Sử dụng thế nào các bác nhỉ? Đấy, một chiếc đồng hồ rất là độc đáo đấy ạ. Đấy. Đây, chưa thấy núm đâu. Đây rồi. Chiếc này là một chiếc đồng hồ núm được đặt ở sau đáy các bác nhá, được đặt ở đằng sau nắp đáy này. Đấy, một chiếc đồng hồ rất là độc đáo. Đấy, các bác kéo cái phần này ra. Đấy, các bác kéo cái phần núm này ra này để chỉnh giờ nhá. Đấy, kéo ra. Đấy, chỉnh giờ. Hay chưa các bác ơi? Hay chưa? Đấy, một chiếc đồng hồ độc đáo. Núm thì được đặt đằng sau đáy. Đấy, chưa bao giờ em thấy một chiếc đồng hồ nào mà không có núm ở phần ngang này các bác, mà đặt ở phần đằng sau đáy nhá. Đấy, cho nên là thiết kế cái bộ máy của nó cũng rất là khác lạ so với những cái phiên bản. Đấy, phiên bản đồng hồ. Cái này các bác kéo ra, các bác dùng móng tay nhá. Đấy. Các bác dùng móng tay, các bác chỉnh giờ. Đấy, xong các bác bấm vào. Bấm vào xong các bác về nhẹ. Về nhẹ đến cót này. Đấy. Đấy. Đây là một chiếc đồng hồ cơ cót của Thụy Sĩ các bác nhé. Đấy. Các bác chỉ cần về nhẹ cái bánh xe này thôi là nó sẽ lên cót. Đấy. Các bác thấy nghe thấy tiếng cót không? Tiếng vào cót không? Đấy. Rất là hay và cực kỳ lạ. Đây là một chiếc đồng hồ form vuông mặt tròn với size là cũng rất là to, size 34 năm các bác nhé. Size 34 năm, một thương hiệu Vomatch đến từ Thụy Sĩ. Đấy. Chiếc này mặt vàng, vân kẻ sọc các bác nhá, vân kẻ sọc, vân mưa sao băng rất là đẹp. Đấy, các cái vân nổi, vân kẻ sọc mưa sao băng, một ô cửa lịch khóc 3 giờ này. Đấy, các cái bộ kim cọc mạ vàng nổi, cài đá đen nhá các bác nhá, rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ cực kỳ độc đáo và rất chất. Các bác đeo cái mẫu này không ai có luôn này, hàng sưu tầm không ai có các bác nhá, kiếm được những cái mẫu đồng hồ thứ hai như này rất là hiếm đấy. Đấy, chiếc đồng hồ mà các bác đeo không có lúm, các bác đem đi các bác gọi là đố mọi người đấy, xem là không có lúm này thì đeo trên tay thì không thấy lúm thật các bác. Đấy, bởi vì lúm thiết kế ở đằng sau đấy nhá, không thấy có cái lúm nào các bác. Đấy, không biết là đồng hồ không lúm thì sử dụng kiểu gì. Đấy, các bác có thể về sưu tầm giao lưu để đi khoe mọi người, đi đố mọi người. Đấy. Chiếc Vomatch ngày hôm nay, đấy, phiên bản Thụy Sĩ có những máy cơ cót 2000. Đấy, mẫu độc như thế này mà bên em để cho các bác chỉ có 2.300.000 đồng thôi nhá. 2.300.000 đồng các bác ạ, chốt cho em mã số 5. Đấy, một mẫu đồng hồ kích độc xốp, mặt cũng mặt mưa sao băng các bác, mặt đẹp. Đấy, vỏ size to, bọc vàng. Đấy, không bong chóc, không xuất sát, mã số 5 ngày hôm nay. Một mẫu độc dị lạ để cho các bác là 2.300.000 đồng. Tiếp theo em lên mã số 6 này. Mã số 6 thì tiếp tục là một chiếc đồng hồ Bulova phiên bản cổ điển với 4 chân càng. Đấy.
nghệ thuật các bác ạ, bốn chân càng nghệ thuật. Chiếc này thì size khiêm tốn các bác ạ, size có 31 thôi. Size 31 không tính núm các bác nhá. Size là 31 này, không tính núm này, một chiếc đồng hồ Bulova. Bọc và đáy là thép inox automatic. Rồi, bọc vàng 10k quân fill. Benzen đáy là thép inox này. Đấy, các bác có thể nhìn bốn cái phần chân càng của chiếc đồng hồ này. Đấy, nó đặt ở trên cái phần niềng các bác nhé, đặt trên phần vỏ. Đấy, vừa thiết kế dài, vừa thiết kế cong. Đấy, chiếc đồng hồ cổ nhìn nó rất là bắt mắt các bác ạ. Đấy, lên tay cho các bác đeo. Đấy, thì chiếc này là size cũng khá là khiêm tốn, size có 31 thôi. Máy cơ tự động các bác nhá, và các cái cọc số học trò được thiết kế quanh viền. Chiếc này thì cái bộ chân càng nó nhìn theo thiết kế phong cách cổ điển nhìn rất là mê. Vỏ bọc vàng, đáy inox, máy cơ tự động, hỗ trợ lên có tay, chạy chuẩn chỉ bền bỉ những cỗ máy thời gian. Đây một thương hiệu Bulova đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Mã số 6 ngày hôm nay cho chiếc đồng hồ Bulova. Bên em giao lưu với các bác là 1.800.000 đồng, 1.800.000 đồng cho chiếc Bulova cổ bọc vàng. Đấy. Máy tự động bọc vàng size 31, giá rất là tốt cho các bác chơi. Đấy. Các bác ủng hộ cho shop mã số 6 nhá, là 1.700.000 đồng, mã số 6 này. Tiếp theo em lên mã số 7. Đấy, mã số 7 giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ kim đĩa xoay. Đấy, một chiếc đồng hồ thương điệu hiệu Mudu các bác nhá, Mudu kim đĩa xoay. Đấy, các bác có thể nhìn thấy phần kim đĩa ở chính giữa của nền mặt số. Đấy, một cái kim đĩa tỏa quay. Đấy, và đây là kim cái mũi tên nhỏ là kim giờ nhá, cái mũi tên dài là kim phút này. Đấy, hiện tại bây giờ là đang chỉ là 3 giờ các bác nhá. Đấy. Một chiếc đồng hồ Mudu đến từ Thụy Sĩ các bác nhá, với phần vỏ bọc vàng. Đấy, Ultra Flash siêu mỏng các bác, bọc vàng với form siêu mỏng. Size của nó là size 34 các bác nhá, size 34 không tính núm. Cực kỳ độc đáo với phần mặt vàng, đấy, kim đĩa quay. Bọc vàng toàn thân, kim đĩa quay rất là chuẩn chỉ sắc nét. Cái đĩa quay này là thể hiện cho cái kim dây các bác nhá. Đấy, thay vì kim dây nó cứ chạy vòng quanh ở ngoài mặt số thì cái kim đĩa này nó là biểu tượng cho kim dây. Đấy, kim tỏa. Các chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ rất độc đáo và rất đẹp. Bọc vàng toàn thân, phiên bản siêu mỏng. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Mudu các bác nhá, Mudu. Đấy, em lên tay cho các bác xem. Đấy, bọc vàng toàn bộ phần vỏ. Đấy, đặc biệt là siêu mỏng. Siêu mỏng các bác, mặt kim đĩa nổi rất là đẹp và độc đáo chất lượng. Đấy, các bác chơi những cái mẫu đồng hồ này, sưu tầm thời gian. Đấy. Càng sưu tầm càng có giá trị các bác nhá, dây khóa tay này. Bộ dây của tay. Đấy. Nhìn cũng rất là chất với phần gai vân nổi. Size 34 của máy cơ cót Thụy Sĩ. Đấy, chiếc Mudu kim tỏa ngày hôm nay. Đấy, kim tỏa để cho các bác là 5 triệu đồng nhá. 5 triệu đồng cho mã số 7. Bọc vàng toàn thân các bác. Có 5 triệu thôi, giá cực kỳ tốt. Các bác chốt cho em mã số 7 trong phiên ngày hôm nay nhá. Đấy, chiếc này thì xuất sắc hoàn hảo rồi, không một tí vết rồi. Đấy. Các bác mua chiếc này thì bên em bao chuẩn, yên tâm cho các bác. Không đẹp các bác nhận hàng trên tay, không đẹp, không chuẩn, không lấy tiền nhá. Đấy. Mã số 7 cho chiếc Mudu. Để em để cho các bác 5 triệu chốt cho em mã 7 này. Đấy, hôm nay lên rất là nhiều siêu phẩm, rất nhiều mẫu đồng hồ độc đẹp và giá trị. Đấy, phải chăng giao lưu tới toàn thể các bác. Tiếp theo là một cái sản phẩm cũng rất là tốt nữa này. Một chiếc đồng hồ thương hiệu khá là mạnh, Longines. Phiên bản Longines Ultra Chrome các bác nhá, Longines Ultra sấm sét. Chiếc này zin luôn cả dây các bác, zin luôn cả dây. Longines Stainless Steel. Đấy, bộ dây rất là đẹp. Đấy, một chiếc đồng hồ Longines chính hãng đến từ Thụy Sĩ, nhưng cái phiên bản cổ. Đấy, phiên bản Ultra Chrome sấm sét này với cái logo góc 6 giờ các bác nhá. Logo thương hiệu Longines, hình đôi cánh ở góc 12 giờ này.
Máy cơ tự động. Dòng 431 các bác nhá, 431 máy 36.000 dao động. Đấy, những cái phiên bản Longines này sấm sét thì bao giờ cũng chạy với bộ máy 36.000 dao động. Chạy cực kỳ chuẩn giờ, giữ cót rất lâu các bác nhá. Đấy. Đấy, chiếc Longines vỏ thép trắng. Xoay lịch test cho các bác luôn nhá. Đấy, lịch nhảy các bác nhá. Đấy. Xoay lịch test cho các bác. Lúm zin này. Lúm zin logo thương hiệu các bác nhá, dây khóa zin hết. Một chiếc đồng hồ Longines phiên bản chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác. Đến tay cho các bác xem. Các bác nào yêu thích những mẫu sản phẩm vỏ thép, vỏ trắng thì các bác có thể chơi mẫu này. Bởi vì cái chất liệu và thép inox thì thời gian 5 tháng thì phai mòn, thì các bác đi vệ sinh nó lại sáng mới, lại sáng bóng nhá. Không khác gì các cái chất liệu vàng đúc cả. Nó rất là bền. Cái cỗ máy thời gian bền bỉ. Một thương hiệu nổi tiếng và mạnh mẽ. Chiếc Longines Ultra. Zin nguyên 100%. Độ mới hoàn hảo thì 95% các bạn. Không có một điểm chê, điểm tí vết gì nhá. Đấy, và tất cả những mẫu sản phẩm bên em bán cho các bác đều bao chuẩn nguyên bản máy móc. Đấy. Bán đồng hồ cổ cho các bác luôn luôn là về cái chi tiết là bộ máy đầu tiên là chuẩn zin, chưa qua spa sửa chữa gì cả. Về các bác không tin shop, các bác cứ mở ra kiểm tra, các bác đến những cái chỗ cơ quan đồng hồ để các bác thẩm định. Đấy. Xem là bên em mô tả có chuẩn chỉ như ở trên video, những cái mặt hàng gửi đến cho các bác có giống vậy không. Đấy, chiếc Longines ngày hôm nay nhá, mã số 8 ạ. Mã số 8 bên em để cho các bác là 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng cho chiếc Longines nhá. Zin cả dây các bác, zin cả dây. Đấy, những cái sản phẩm mà zin nguyên hết như thế này rất là hiếm đấy các bác. Đấy, chốt cho em mã số 8 là 6.500.000 đồng này. Tiếp theo, mã số 9 trong phiên ngày hôm nay lại lên giao lưu với các bác một sản phẩm, một sợi dây các bác nhá. Đấy, bên em lại về thêm một sợi dây nữa. Một sợi dây mới tinh luôn các bác ạ, chưa qua sử dụng nguyên hộp. Một sợi dây chun, một sợi dây chun mới tinh các bác nhá. Đây là đầu 20. Đấy, sợi dây này là đầu 20 các bác nhá. Đấy. Một sợi dây bọc vàng, các cái vân. Đấy, các cái vân họa tiết gạch chéo này. Đấy, rất là đẹp. Các bác mua về các bác gắn vào cái đồng hồ của các bác. Đấy, các bác mua về gắn vào đồng hồ nhá. Rất là đẹp, cực kỳ sang trọng. Đấy, đây là những cái sợi dây mới tinh chưa qua sử dụng các bác ạ. Còn nguyên hộp của hãng Snake này. Đấy, của hãng đến từ Nhật các bác nhá. Snake hình con rắn. Đấy. Hãng Snake này thì thiết kế bao giờ các cái vân. Đấy, trên cái bộ dây này cũng thiết kế những kiểu vân hình con rắn ấy. Đấy. Lấy ý tưởng từ họa tiết hình con rắn để thiết kế ra những cái bộ dây như này. Một chiếc một sợi dây nguyên hộp mới tinh đẹp. Các bác chú ý đầu là đầu 20 nhá. Đầu 20 này, dây cắt được mắt. Đấy, các cái thanh này thì cắt được các bác. Đấy, về các bác ướm xem là vừa vào cái mẫu đồng hồ nào của các bác thì các bác chốt. Đấy, cái sợi dây này ngày hôm nay thì em để cho các bác là 600.000 đồng nhá. 600.000 đồng mới tinh luôn, chưa qua sử dụng gì cả. Đấy, nguyên hộp gửi về cho các bác. Đấy, 600 mã số 9 nhé. Tiếp theo lên mã 10 này. Mã 10 ngày hôm nay là một cái chuỗi ngà. Đấy, ngà voi các bác nhá, ngà voi, một chuỗi ngà vòng tay. Đấy, ngà voi với các cái mắt. Đấy, các cái mắt. Đấy, từ to đến nhỏ. Đấy, cái này, cái vòng này nhiều các cái mắt lắm các bác. 17 cái hột các bác nhá, 17 hột vòng tay. Đấy, em lấy tay cho các bác xem. Đấy, một chuỗi vòng tay ngà voi các bác nhá, rất là độc đáo và đẹp. Đấy, các bác nhìn các cái vân của từng cái chuỗi vòng hạt này. Đấy, các bác thấy không, các cái vân này của nó rất là đẹp nhá, vân xoáy các bác ạ, những cái vân ngà voi vân xoáy này, lên màu này, màu xưa, màu cổ. Đấy, ngà xưa đã lên nước. Đấy, bao giờ nó cũng sẽ là vòng vàng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là đẹp, kỳ đẹp, với 17 cái chuỗi vòng tay. Đấy, một sản phẩm vòng tay ngà voi rất là chất.
đấy, giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay. Mã số 10 bên em để cho các bác là 2 triệu đồng nhá. Đấy, 2 triệu đồng. 2 triệu đồng ạ. Đấy, cỡ từ 12 đến 14 ly các bác nhá. 12 đến 14 ly. Đấy, cho cái vòng chuỗi này về các bác đeo trên tay. Đấy, là những cái món trang sức bền vĩnh cửu và giá trị. Đấy, gọi là ngọc ngà châu báu các bác ạ. Đấy, cái giá trị của nó trường tồn theo thời gian bền vĩnh cửu luôn. Đấy, các bác đeo càng lâu nó lên màu ngà xưa, lên nước vân rất là đẹp nhá. Đấy, mã số 10 cho vòng tay ngà voi để cho các bác là 2 triệu. Tiếp theo em lên giao lưu với các bác một chiếc nhẫn, Murray 2 County. Một chiếc nhẫn ngoại các bác, nhá, 1978 này. Đấy, hình logo hình con ngựa này. Đấy, 1978 này, một chiếc nhẫn Mỹ nhẫn ngoại này. Size là 19.5 các bác nhá, size là 19.5. Vàng 10K. Đấy, chất liệu là vàng 10K các bác. Đấy, một cái viên đá. Viên đá thiên nhiên rất là đẹp các bác. Đấy, một viên đá đỏ. Đây là chắc là phiên bản kỷ niệm mà anh hùng gì đây, có cái mặt của anh hùng với một vị tướng gì các bạn, Scott đấy, Murray County, một cái thành phố của nó hay sao ấy. 1978, đây là logo hình con ngựa các bác nhá. Đấy, lấy tay cho các bác xem này đấy, rất là đẹp luôn, rất là đẹp, cực kỳ độc đáo đấy, Murray County. Chiếc này size là 20, à size 19 các bác nhá. Nó lại cho các bác 19 nữa. Size 19 này. Đấy, trọng lượng của chiếc nhẫn này là vào khoảng 4 chỉ rưỡi vàng các bác nhá. 4 chỉ rưỡi ạ, rất là nặng đấy. Rất là nặng các bác nhá. Chiếc nhẫn này cực kỳ nặng. Đấy, các bác nhìn cái vành của nó, cái viền của nó rất là dày nhỉ. Đấy, cái vành cái viền rất là dày, cực kỳ nặng. Đấy, một chiếc nhẫn cùng nhẫn Mỹ này. Đấy, phiên bản Murray County 1978, hình logo ngựa các bác nhé. Một chiếc nhẫn ngoại rất là đáng chơi, rất là đáng chơi, đáng sưu tầm, để em lên tay cho các bác xem. Đấy, ngày hôm nay thì để cho các bác là 11.500.000 đồng nhé, 11.500.000 đồng cho chiếc nhẫn này. Đấy, các bác nhìn cái họa tiết nổi rất là nét. Đấy, hình con ngựa và cái hình đấy, một vị thủ lĩnh này, một vị tướng này. Chất liệu vàng 10K các bác nhé, vàng 10K, size là 19 nữa. Ngày hôm nay để cho các bác là 11.500.000 đồng cho mã 11 nhé. Đấy, cho chiếc nhẫn mã 11 này. Tiếp theo em lên một chiếc nhẫn mã 12. Chiếc nhẫn mã 12 giao lưu các bác ngày hôm nay là một chiếc nhẫn Ferrari. Một chiếc nhẫn bạc ngoại Ferrari, bạc đúc 925. Đấy các bác, biểu tượng logo này. Đấy, biểu tượng logo ngựa này. Ferrari với đính đá các bác nhé, đính đá. Đính rất nhiều màu các bác, đá màu sắc, đá đen, đá đỏ, đá trắng, đá ghi này. Các bác thấy cái nhẫn này đeo lên tay nó cực kỳ là bắt nét, bắt sáng. Mỗi khi cái ánh đèn nó chiếu vào, các bác có thể nhìn thấy các cái màu sắc của các cái viên đá này nó lên. Úi xời. Đấy, một chiếc nhẫn bạc ngoại. Đấy, lên tay cho các bác xem. Ferrari. Đấy, biểu tượng Ferrari chú ngựa này. Em đo size các bác nhá. Size là 19 các bác, size là 19 nhá. Đấy, lên tay rất chất. Đấy, một chiếc nhẫn bạc đúc 925 bạc ngoại các bác. Đấy, logo Ferrari. Đấy, với trên nền mặt thiết kế ngựa lổi và đính đá. Đấy, đá còn đá nhiều màu các bác, đá đỏ, đá đen, đá trắng. Đấy, tạo điểm nhấn phát sáng rất độc đáo. Chiếc nhẫn ngày hôm nay mã số 12. Mã 12 em để cho bác là 1.200.000 nhá. 1.200.000 đồng cho cái mẫu nhẫn Ferrari mẫu độc này. Đấy, các bác mà đang đi xe hơi các bác. Đấy, chốt luôn Ferrari để có cùng bộ luôn nhá. Đeo nhẫn này, đeo đồng hồ này, đeo điện thoại này. À, đấy, đi xe hơi này, đấy. Đúng bộ luôn, mã 12 là 1.200.000. Tiếp theo lên mã 13 nhá. Mã 13, đấy, trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ.
Tilos Atlanta các bạn. Một chiếc đồng hồ Tilos Atlanta, một phiên bản đồng hồ đến từ thương hiệu của Đức các bạn nhé. Đấy. Đấy, chiếc này size là 34, size 34 các bạn. Đấy, cái phần mặt số của nó rất là đẹp, phần mặt trải tia, đấy, trục tung hoành ngang dọc này, bốn phương tám hướng này, đấy, và thiết kế các cái màu sắc ở hai bên màu vàng, đấy, trông như kiểu xòe quạt thế các bạn ạ. Đấy, một chiếc đồng hồ mặt rất là độc đáo, thương hiệu Tilos Atlanta. Với phần vỏ bọc vàng các bác nhận đấy là thép inox. Chiếc này chạy bộ máy cơ cót 17G ạ. Một bộ máy cơ cót tay 17G các bác nhá, size 34. Đấy. Lên cót này, chạy bền bỉ, êm ru luôn. Mặt trải các cái tia trục tung hoành ngang dọc này. Chéo này. Đấy, xong rồi tạo điểm nhấn hai bên là màu vàng như kiểu xòe quạt. Đấy, một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của Đức rất là nổi tiếng nhá. Mã số 13 cho chiếc đồng hồ Tilos ngày hôm nay, mã 13. Đấy. Em để cho các bác là 1.700.000 đồng nhá, 1.700.000. Đấy, bọc vàng, mặt độc, máy cơ cót chạy cực kỳ bền bỉ. Để cho các bác có 1.700.000 đồng nữa, chốt cho em mã số 13. Tiếp theo. Đấy, lên giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ Nga. Đấy, chiếc này thì là một cái phiên bản kỷ niệm. Một phiên bản kỷ niệm các bác nhá. Đấy, có in hình một vị tướng ngày xưa, một vị tướng lĩnh của Nga ngày xưa. Đấy, thì em cũng đã qua tìm hiểu lịch sử và cái của chiếc đồng hồ này thì được các bác chỉ giáo đây là một vị tướng tên là Stanley. Đấy. Stanley của bên Nga các bác nhá. Đấy. Đấy, phiên bản kỷ niệm này. Đấy, ông này ngày xưa rất là nổi tiếng. Đấy, in hình luôn ở trên mặt các bác, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ kỷ niệm các bác nhá, Stanley. Đấy, vị tướng Stanley. Size là 34. Chiếc đồng hồ size 34 các bác nhá. Đấy, thương hiệu Paqueta của Nga. Đấy. Đợt trước thì em có lên một mẫu đồng hồ cũng bản kỷ niệm của ông Bie Đại Đế thì các bác chốt rất nhanh. Hôm nay tiếp tục lên một mẫu nữa, đấy, phiên bản kỷ niệm của vị tướng đấy, Stanley. Đấy, rất là nổi tiếng. Đằng sau là thép inox này, size 34, lên tay form vỏ dáng rất là đẹp các bác. Đấy, chiếc này mà lên đấy, lắp dây các bác đeo phiên bản kỷ niệm của Nga rất là độc đáo và hiếm nha các bác nhá. Mẫu này hôm nay đầu tiên bên em lên đấy, lên sóng giao lưu với các bác. Đấy, chiên cho các bác mã 14 là 1.500.000 đồng nhá. 1.500.000 đồng ạ, chốt cho em mã số 14 nhá. Đấy. Đấy, cho chiếc đồng hồ này, 1.500.000 đồng. Tiếp theo em lên mã 15. Mã 15 ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Seconda. Một chiếc đồng hồ Seconda tự động 29G các bác. Seconda tự động 29 chân kính. Size là 34. Đấy, một chiếc đồng hồ Nga tự động 29G các bác nhá. Mặt trắng với thiết kế 3 kim, một ô click cock 3 giờ. Máy cơ tự động hỗ trợ cut style phiên bản deluxe cực kỳ sang trọng. Với phần vỏ bọc vàng đấy là thép inox. Chiếc đồng hồ Seconda. Bình thường thì những cái phiên bản đồng hồ Bonzos 29 thì là được thiết kế form tròn, nhưng mà cái chiếc này form chiếc Seconda này là form được kiểu form hình vát ấy. Hình vòng cung này, các bác nhìn thấy cái phần vỏ nó được thiết kế hình vòng cung. Đấy, bốn chân càng vuông. Đấy, để cho các bác là 1.800.000 nhá. 1.800.000 đồng. Cho mã 15 này. Đấy, mã 15 cho chiếc Seconda là 1.800.000 đồng. Đấy, để cho các bác chơi những cái mẫu đồng hồ rất là độc đáo, rất là đẹp. Giá thành phải chăng. Theo lên mã 16 ạ. 16 giao lưu với các bác ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ thương hiệu Ricoh nhá. Đây là một phiên bản liên kết các bác ạ, liên kết giữa hai hãng sản xuất Hamilton Ricoh. Đấy. Một chiếc đồng hồ thiết kế phiên bản hai hãng sản xuất này. Đấy. Liên kết liên doanh giữa Hamilton và Ricoh Watch
Company. Một chiếc đồng hồ chạy bộ máy pin các bác nhá, máy pin nhưng mà thiết kế kim trôi. Các bác nhìn cái kim dây của nó chạy không khác gì những chiếc đồng hồ tự động. Đấy, nó trôi rất là mượt, nó không giật giật như mẫu đồng hồ kim dây. Đấy, chiếc đồng hồ Hamilton Recon, một phiên bản đấy, hợp tác sản xuất giữa hai nước, một nước Thụy Sĩ, một nước Nhật. Đấy, nên là nó sẽ đề Hamilton Recon. Đấy, chiếc này vẫn chạy bộ máy Thụy Sĩ các bác nhá, vẫn chạy bộ máy pin Thụy Sĩ, pin kim trôi, núm zin, phần vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Đặc biệt là cái chiếc này nó cái form của nó rất là độc các bác ạ. Cái form của chiếc đồng hồ này như form đồ, form quả tim ý. Đấy, các bác nhìn như quả tim luôn. Đấy, ở phần trên thì to, xong rồi ở phần dưới thì nhỏ. Đấy, rất là độc đáo và rất là đẹp. Size mặt là em nó size quá. Size là 36 các bác. Size là 36 không tính núm các bác nhá. Size 36 ạ. Phần vỏ bọc vàng, đáy trắng, mặt trắng, các cọc số mạ vàng nổi. Các bác nhìn mặt mạ vàng nổi, cài đá đen đang rất là đấy, tốt trên nền mặt trắng luôn. Cực kỳ nổi bật. Đấy, một chiếc đồng hồ của hãng thương hiệu Hamilton Recon. Đấy, kết hợp đấy, nước vỏ bọc vàng đẹp mới không tí vết các bác ạ. Núm zin này, máy móc nguyên bản. Chạy cực kỳ ok và chuẩn giờ các bác nhá. Đấy, chiếc Hamilton ngày hôm nay. Mã số 16. Mã số 16 em để cho các bác là 1.900.000 đồng nhá. 1.900.000 đồng cho chiếc Hamilton này. Đẹp mới tinh, xuất sắc không một tí vết. Và các bác nào chốt thì bên em sẽ lại tiếp tục lắp tặng cho các bác những sợi dây đi kèm. Các bác không phải mất tiền mua dây, bên em sẽ cố gắng lắp dây test chuẩn chỉ đồng hồ trước khi gửi cho các bác. Đấy. Một mã độc đáo đẹp chất lượng để cho các bác 1.900.000 nhá. Mã 16 này. Thì em lên mã 20. Mã 20 giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay là một cái sản phẩm mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền các bác ạ. Với thiết kế cái viên đá này rất là đẹp các bác. Đây là một viên đá ruby. Đấy, một viên đá ruby lục yên. Đấy, ruby to. Các bác có thể nhìn thấy cái viên đá nó rất là to. Đấy, size của nó là 29 ly, 2,9 và 1,7. Đấy, 2,9 và 1,7 các bác nhá, cái viên đá này nó rất là to. Đấy. Nó được đặt chính giữa ở trong một cái khung, một cái khung mặt chữ nhật với các hoa văn cổ ở ngoài, ở trong là các cái vân lưới. Đấy, viên đá nổi lên tạo điểm nhấn. Đây là một cái sản phẩm bằng bạc các bác nhá. Cái mặt dây chuyền bằng bạc đúc. Đấy. Với viên đá ruby đỏ. Đấy, ruby đỏ và các cái màu vân này, màu vân lên rất là đẹp các bác nhá. Em đo kích thước 4,2 x 3,2 các bác. 4,2 x 3,2 nhá. Đấy. Thế như các bác nào đã mua sợi dây bên em mà chưa có những cái mặt dây chuyền nó độc đáo, nó đẹp, nó chất lượng như thế này. Đấy, các bác có thể chốt ủng hộ cho shop. Đấy, cái viên đá này rất là to các bác ạ. Đấy. To với gấp 2 gấp 3 lần như cái viên đá ở những chiếc nhẫn nha các bác nhá. Đấy, và cái mặt dây chuyền bằng bạc đẹp như thế này. Đấy, bán cho các bác những cái sản phẩm này gần như là đấy, gần như là các bác mua các bác không mất tiền công đâu. Còn tiền công để đi ra tiệm. Đấy, các bác đều mua sẵn những cái sản phẩm này luôn, không mất tiền công, tiền làm ra sản phẩm. Đấy, để cho các bác là 1.500.000 đồng nhá. 1.500.000 đồng ạ. Chốt cho em mã 16, mã 17. Đấy. Cho cái phần mặt dây chuyền ngày hôm nay. Cái viên đá hay không đã hơn tiền triệu rồi các bạn. Đấy, chưa kể tiền bạc xong một tiền công mất rất nhiều. Đấy. Để cho các bác có 1.500.000 đồng, cái mức giá quá rẻ đến sốc. Một mẫu duy nhất nhá các bác nhá. Các bác nào gọi điện chốt đầu tiên, chốt trước thì em để cho các bác. Mã 17, tiếp theo em lên mã 18 này. Mã 18 giao lưu với các bác. Hôm nay lại tiếp tục một chiếc hộp nữa nhá. Mở hộp cho các bác nhé, mở hộp cho bác xem này, cho các bác xem chiêm ngưỡng cái hộp này, mở hộp, mở bánh nắp hộp ra cho các bác chiêm ngưỡng. Một chiếc đồng hồ Aquarius, một chiếc đồng hồ Aquarius 3000 year of Swatch watch king.
một chiếc đồng hồ thương hiệu Acurit các bác ạ, này, của Thụy Sĩ này. Acurit của Thụy Sĩ các bác nhá. Mới tinh luôn. Hàng nguyên hộp. Hàng nguyên sổ hộp mới tinh. Size là 35 các bác nhá. Size là 35 không tính núm. Đấy. Đây chắc là giấy tờ từ bên kia gửi về các bác ạ. Đấy. Giấy tờ từ bên nước ngoài mua họ gửi về. Đấy, nguyên hộp sổ của hãng thương hiệu Acurit các bác nhá. Đấy, cho các bác đi chiêm ngưỡng cái mẫu sản phẩm đồng hồ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái phần mặt trắng của nó, mặt trắng vân vân lụa cái sọc này. Lụa sọc dọc này. Acurit máy cơ tự động automatic 21G. Đấy, cái size mặt của nó rất là to với size 35. Size 35, 4 chân càng dài nhá. Nước vỏ bọc vàng mới tinh. Đây gần như là những cái mẫu sản phẩm đồng hồ sưu tầm các bác. Hàng sưu tầm trưng bày chưa qua sử dụng. Còn rất là đẹp và mới. Chưa kể là đi kèm với chiếc đồng hồ này còn là một cái sợi dây chun bọc vàng, vân rát vàng nữa. Đấy, riêng cái bộ dây này các bác mua không cũng phải đến tiền triệu rồi nhá. Đấy, bọc vàng còn ở trong lẫn ở ngoài các bác ạ. Đấy, cái sợi dây này còn không những là bọc vàng ở ngoài, còn bọc cả ở trong nữa các bác nhá. Đấy. Rất đẹp. Mắt, các cái mắt này các bác cắt thoải mái. Em để tay cho các bác xem này. Đẹp chưa? Đấy. Những cái mẫu đồng hồ hàng cổ, hàng sưu tầm rất là chất lượng. Rất là chất lượng các bác nhá. Đấy, Acurit máy cơ tự động, mặt trắng 3 kim 1 ô cửa lịch. Các cọc số mạ vàng nổi, tia dài. Đấy, cài đá đen rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt các bác. Đấy. Các bác mua những cái mẫu này về các bác sưu tầm thật sự. Đấy. Các bác đeo khoảng 5, 10 năm nữa, 20 năm nữa cũng không hỏng được. Và các bác càng giữ lâu thì cái giá trị sử dụng cũng như là cái giá trị về cái mẫu đồng hồ này nó càng hiếm các bác nhé. Không sản xuất nữa, rất là hiếm. Đấy. Chiếc bộ dây dát vàng này rất là đẹp. Chiếc đồng hồ cổ bọc vàng size to mới tinh như thế này, nguyên hộp. Xuất sắc các bác nhé, hàng tuyển chọn ngày hôm nay bên em lên sóng và giao lưu với các bác. Đấy, chiếc Acurit ngày hôm nay để cho các bác là 3.800.000 đồng nhé. 3.800.000 đồng cho chiếc Acurit này. Đấy, các bác nhận hàng không đẹp, không lấy tiền, không chuẩn, không zin, không lấy tiền các bác luôn. Đấy, và tất cả trước khi bên em gửi thì đều kiểm tra kỹ trước khi test chuẩn chỉ. Đấy, tất cả những cái mẫu đồng hồ và còn nguyên hộp sổ giấy tờ gì liên quan là em đều gửi hết cho các bác nhé. Đấy, không giữ của các bác làm gì cả. Đấy, 3.800.000 đồng cho chiếc Acurit. Cái hộp của nó cũng rất là đẹp các bác. Đấy, các bác mua về làm quà tặng hoặc trưng bày trong tủ sưu tập đồng hồ rất là chất. Những cái mẫu đồng hồ mấy chục năm rồi hiếm lắm các bác, không còn sản xuất nữa. Tiếp theo em lên mã số 19 ạ. Mã 18 là chiếc Acurit. Vậy tiếp tục mã 19 nhé. Mã 19 là một chiếc kính Nikon các bác nhé. Một chiếc kính Nikon vỏ titanium của Nhật. Chiếc này vỏ trắng các bác. Đấy, gọng kính trắng các bác nhé. Gọng kính trắng này. Size kính là 138. Size kính là 138 với phần mắt kính cắt vành. Đấy, Nikon kính cắt vành. Đấy. Chất liệu gọng titanium siêu nhẹ, một chiếc kính Nikon đến từ Nhật các bác nhé. Made in Japan titanium. Cái chất liệu vỏ bằng titan thì thiết kế là siêu nhẹ các bác ạ, siêu nhẹ, siêu mềm. Các bác đeo sử dụng rất là thích, đeo những chiếc kính lên trên khuôn mặt mà nó nhẹ, cảm giác như là không đeo. Chiếc này về thì các bác có thể lắp mắt độ, mắt cận nó mắt lão tùy theo nhu cầu, hoặc là đây là đang là mắt không độ rồi thì các bác để nguyên các bác đeo cũng được. Đấy, size là 13.8 các bác nhé, 13.8. Ngày hôm nay thì chiếc kính Nikon bên em để cho các bác là 600.000 đồng nhá cho chiếc kính Nikon này, gọi titanium. Đấy, phiên bản chính hãng đến từ Nhật, made in Japan. Đấy, mã số 19 600. Đấy, và đây là mã cuối cùng bên em lên trong phiên ngày hôm nay giao lưu với các bác là một chiếc kính ra băng. Một chiếc kính ra băng các bác nhá. Đấy, cho các bác xem chuyện ký hiệu ra băng USA.
12K này, 12K Gold Fill. Một chiếc kính Ray-Ban. Đây. Ray-Ban 2 cầu. Đây. Ray-Ban USA 12K. Đây. Gọng càng chun các bác nhá, gọng càng chun. Trên này thiết kế gọng càng chun. Đấy, càng chun cái chỗ này để các bác móc vào tai này để giữ cho độ chắc của kính. Đấy, cầu đá này các bác này. Hai cầu cầu đá nhá. Đấy. Em đo size. Size ngang kính là 13.8 các bác. Nhỉnh 13.8 nhá. Đấy, dành cho các bác nào mặt to các bác đeo thoải mái. Một chiếc kính cổ bọc vàng. Đấy, thương hiệu của Ray-Ban. Chuyện ở cầu và chuyện ở hai bên càng em đã cho các bác xem rất là kỹ rồi. Đấy. Ốc này. Cầu này. Ốc này. Chuôi này. Ve này. Đấy, rất là chuẩn chỉ và cực kỳ tỉ mỉ. Đấy, một cái sản phẩm kính cổ bọc vàng các bác nhá. Đấy. Kính cổ bọc vàng Ray-Ban. Đấy. Càng chun. Đấy, cầu đá thiết kế rất là đẹp các bác ạ, rất là đẹp và cực kỳ tinh tế. Đấy, chiếc này mắt màu lâu trà các bác nhé, mắt màu lâu trà. Các bác đi đi đường các bác ấy, đeo vào sẽ cảm nhận được cái độ giảm tải cho ánh sáng các bác chiếu vào đấy, giúp cho đôi mắt nó dịu, nó nhẹ, dịu nhẹ đấy, bảo vệ đôi mắt, bảo vệ sức khỏe, đấy, bảo vệ cửa sổ tâm hồn của các bác. Và đeo trên khuôn mặt thì nó làm tăng cái độ vẻ đẹp, độ cá tính. Chiếc kính Ray-Ban ngày hôm nay em để cho các bác là 4 triệu nhá, 4 triệu đồng cho mã số 20. Đấy, mã cuối cùng trong phiên ngày hôm nay. Bên em lên sóng và giao lưu với các bác 21 sản phẩm đồng hồ cổ, kính cổ. Đấy, dây chuyền vòng tay, mặt dây chuyền. À còn một mã nữa chưa lên, quên. Mã cuối cùng này bên em để định chiên cho các bác. Quên mất. Đấy, mã cuối cùng là một sản phẩm thắt lưng các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em về được một chiếc thắt lưng thương hiệu Diezen các bác ạ, một chiếc thắt lưng thương hiệu Diezen đến từ Ý này. Đấy, đây là một chiếc thắt lưng chính hãng nhá, Diezen Industry. Đấy, 4 sao made in Italy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, size L nhá, Diezen này, made in Italy nhá, chuẩn chỉ chính hãng nhá. Tem mác đầy đủ các bạn ạ. Đây là những cái sợi dây thắt lưng rất là chất. Đấy, chính hãng luôn. Đấy. Đấy, bên em mà sưu tầm về, các bác nào mà chưa có cái mẫu thắt lưng này. Đấy, các bác thấy dập cả phần dây nữa nhá. Các bác nào mà chưa có cái mẫu thắt lưng này thì các bác hãy chốt luôn. Đấy, với những cái đường, các bác nhìn thấy đường chỉ rất là to, khâu tay này. Đấy. Đường chỉ rất là to, khâu tay nhá. Đấy. Nó tạo điểm nhấn cho cái bộ dây này. Diezen này. Mã cuối cùng hôm nay bên em lên chiên cho các bác. Đấy. Mỗi một phiên này các bác nhìn thấy cái logo đẹp chưa? Logo. Đấy. Mỗi một phiên này bên em lên chiên cho các bác. Đấy, một số những cái mẫu sản phẩm đấy, mà shop sưu tập được. Đấy, hàng độc đẹp, hàng chất, hàng chuẩn. Các bác về dùng còn lâu mới hỏng được các bác nhá. Những cái sợi dây thắt lưng da này. Đấy. Cái sợi dây này đẹp, đẹp các bác ạ. Đấy. Tuy là cũ đã qua sử dụng nhưng mà nó còn rất là đẹp các bác nhá. Nó không bong chóc, nó không sứt sát gì cả. Đấy. Bán cho các bác những cái sản phẩm để về các bác chơi được lâu bền. Đấy. Đấy. Mẫu sản phẩm thắt lưng thương hiệu Diezen made in Italia, chuẩn chỉ dập các chuyện khâu. Đấy. Chuẩn chỉ ngày hôm nay. Đấy. Cái khóa đồng các bác nhá. Đấy. Khóa đồng luôn. Đấy, thì bên em để cho các bác trong phiên ngày hôm nay là 800 ngàn đồng nha các bác nha, 800 ngàn đồng. Mã số 20. Đấy, chiên cho các bác 800 ngàn đồng mã cuối cùng trong phiên ngày hôm nay. Đấy. Không đẹp, không chuẩn, không xịn, không lấy tiền các bác luôn. Đấy, mã số 21 trong phiên ngày hôm nay cho chiếc thắt lưng Diezen là 800. Đấy, khép lại buổi video ngày hôm nay của shop nha. Đấy, mẫu này là kết thúc rồi các bác, hết rồi. Không còn mẫu nữa đâu. Hết à. Đấy. Thì hy vọng là các bác xem clip của shop, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những mẫu sản phẩm bên em.
Bây giờ thì bên em xin phép là dừng buổi video clip tại đây. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì bên em xin phép dừng buổi video clip ở tại đây nhá. Đấy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.